Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Như các bạn có thể thấy sau lưng tôi, đây là một mẫu xe rất là quen thuộc, đó là mẫu xe Isuzu VM 1.9. Và nhân tiện có một trường hợp cái chiếc xe này đang bị lỗi thì chúng tôi tiến hành sửa chữa, và sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ lại cái quá trình mà chúng tôi chuẩn đoán lỗi cũng như là sửa lỗi cho cái chiếc xe Isuzu VM 1.9 này. Các bạn hãy cùng theo dõi với chúng tôi nhé. Thì các bạn có thể quan sát đây chính là cái chiếc Isuzu VM 1.9 thùng dài 6m2, và cái mẫu xe này hiện nó đang bị một cái bít, đó chính là xe chạy rất là yếu. Đạp ga thì vẫn lên bình thường, tuy nhiên là cái tua máy khi mà lên 3.000 vòng mà nó quay đầu chứ nó không lên được quá 3.000 vòng. Và cái đặc điểm có thể dễ nhận thấy nhất là chạy xe không có hàng nhưng mà rất là yếu, chạy không được, bò qua một con dốc khoảng 10 độ thôi, nhưng mà xe về số 2 vẫn không thể qua được cái con dốc đó, mặc dù là xe chưa không hề có hàng hóa gì hết. Và sau đây thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra test lỗi trên cái mẫu động cơ này, đồng thời là tiến hành sửa lỗi. Thì đầu tiên là các bạn xem, đây chính là cái bảng mã lỗi của cái dòng xe này. Do cái điều kiện ánh sáng nó không được tốt nên là chúng tôi chụp nó bị mờ, các bạn thông cảm. Các bạn có thể thấy đây là cái để mình nói sơ về cái quy trình về cái việc sửa lỗi, quy trình về sửa chữa một chiếc xe máy điện. Thì đầu tiên á, là chúng tôi sẽ lên nắm bắt được cái bệnh của xe đó qua cái thông tin của người chủ hoặc người tài xế. Sau đó là chúng tôi sẽ cắm sử dụng máy test, máy chẩn đoán chuyên dụng để chúng tôi kiểm tra mã lỗi của cái loại động cơ nó báo như thế nào. Đó chính là cái quy trình, các cái thao tác nó cũng rất là đơn giản, chỉ việc cắm jack chẩn đoán vào thôi, thế là xong. Thì sau khi mà vào được bên trong, chọn đúng cái mã của cái động cơ đó, thì bắt đầu là nó mới hiện ra cái mã lỗi như vậy. Các bạn có thể thấy cái trong đây các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều cái mã lỗi đó, đó mỗi là, và nó sử dụng toàn bằng tiếng Anh thôi, sử dụng toàn tiếng Anh. Nhưng mà các bạn có thể thấy cái lỗi mà gọi là history phone có nghĩa là cái mã lỗi lịch sử, có nghĩa là những cái lỗi mà nó đã xảy ra trước đây, hiện thời thì nó không còn cái lỗi này nữa. Ví dụ như là B0686, cái giờ le chính nó không được kết nối, rồi lỗi B2002, cái lọc khí thải nó bị lỗi, rồi B2269 cảm biến tách dầu, tách nước, cảm biến tách nước trong dầu nó bị lỗi. Thì cái này các bạn, do đó mình mới nói rằng là cái việc mà chẩn đoán các cái hư hỏng của cái dòng xe máy tải máy điện nó không hề khó, mà quan trọng là những cái người mà sử dụng các cái dòng máy điện này phải có kỹ thuật, nói chung là phải được đào tạo về kỹ thuật, ăn văn chuyên ngành, là phải biết về phần điện nữa. Điện bao gồm thứ nhất là các cái cảm biến là gì, chức năng, nhiệm vụ, rồi cấu tạo của các loại cảm biến như thế nào là cũng phải biết luôn. Cái đó là chỉ có qua trường lớp thì mới biết được. Rồi nếu mà không nói chuyên sâu là còn phải am hiểu về kỹ thuật điện tử nữa các bạn. Thì các bạn phải hiểu về nguyên lý hoạt động của cái con cảm biến đó thì các bạn mới có thể chẩn đoán, cũng như là xác định nó đúng lỗi. Chứ còn nhiều thợ họ không hiểu về cái nguyên lý hoạt động của con cảm biến đó, cũng như là cái cách hoạt động của giao tiếp giữa cảm biến và hộp điều khiển, thì cái việc
chẩn đoán và sửa chữa nó chỉ là dựa trên kinh nghiệm và mò biết nó ra thôi, chứ còn không có khả năng gọi là chẩn đoán được. Và cái mà xe này đang bị đó chính là B0402. À, những cái lỗi mà các bạn thấy history phone á, những cái lỗi mà nó gọi là lỗi lịch sử nó đã từng xảy ra và xe hiện thời đã hết cái lỗi đó. Thì một người chẩn đoán sửa chữa, người ta nhìn vào các cái lỗi lịch sử này, người ta cũng phán đoán được chiếc xe này có khả năng hư hỏng gì trong tương lai, người ta cũng có thể biết được các bạn nhé. Nên là cái việc chẩn đoán sửa chữa của một chiếc xe điện, các bạn thấy không, nó không quá là khó, không quá là khó. Như mình là một người không chuyên nhưng mà mình cũng có thể hiểu được cái xe này nó đã bị những cái lỗi gì. Thì cái này mình không giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà mình hiểu được về cái này. Có nghĩa là có sự khác biệt thông số mà kỹ sư người ta cài đặt vào trong cái hộp, nó khác với lại cái thực tế, với lại cái không khí mà gọi là red air, có nghĩa là không khí nạp á, dưới cái mức cho phép, có nghĩa nó có bị lật, nó có sự lật giữa cái không khí nạp, nói chung là nó sẽ nằm ở cái phần khí nạp, đúng không các bạn? Đó là một dịch một cách cơ bản đó. Thì các bạn có thể hiểu rằng là cái này nó chắc chắn nó nằm ở đường khí nạp, và các bạn hãy theo dõi sau khi mà chúng tôi tìm hiểu về cái lỗi của cái dòng động cơ này thì chúng tôi mới tiến hành sửa chữa đó. Và đó là những cái lỗi mà chúng tôi đọc được. Và bây giờ các bạn hãy thấy chúng tôi test thử cái động cơ này. Lúc mà chúng tôi đứng im, có nghĩa là xe vẫn còn đậu tại chỗ. Nếu mà các bạn cho xe lăn bánh là cực kỳ yếu, đạp ga nó không có đi và xe nó rất là yếu, không cảm giác nó không chạy lăn bánh được. Sau khi mà kiểm thành mà lỗi thì các bạn, chúng tôi sau khi mà xong thôi thì các bạn thấy là tôi đi một vòng xung quanh xe và đi ngay ra cái chỗ vị trí gọi là cảm biến. Cái khí nạp đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có cái nguyên nhân hư hỏng này, các bạn hãy cùng theo dõi này. Đó, các bạn thấy không, thấy anh Trung anh chị không, thì đó là các bạn sẽ thấy cái ống khí nạp gió thì nó bị tuột ra, nó được siết chặt lại bằng một cái cổ dê, và cái cổ dê chạy có quá trình lỏng thì nó tuột ra đó. Đây chính là cái tình trạng mà lúc chúng tôi vừa mới mở quay đi ra cái hệ thống, đi ra kiểm tra cái xe cảm biến đo gió, thì cảm biến khí nạp á, thì nó chúng tôi mới phát hiện cái hiện tượng này đó. Và sau khi mà chúng tôi tiến hành siết chặt lại cái cổ dê thì các bạn hãy theo dõi cái xe, chúng tôi thử lại xe nha. Đó, các bạn thấy không, lên qua 4.000 vòng rất là ngọt đó. Đó các bạn thấy không, hồi nãy chỉ 3.000 vòng là quay đầu đúng không, 3.000 vòng quay đầu, còn bây giờ nó lên tới 4.000 vòng và nó vẫn lên rất là ngọt thoải mái đó. Thì cái lỗi nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn, rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết đó. Nên là mình mới nói cho quý vị các bạn là các cái dòng ga điện Euro 4 thực tế là nó khó sửa chữa, nhưng khó sửa chữa là do trình độ của thợ thôi, chứ còn nếu mà thợ ngon đó, như anh Trung chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc sửa chữa các cái dòng ga điện Euro 4 nó cực kỳ dễ. Có những cái lỗi nó sơ đẳng như vậy thôi, chứ không có gì gọi là cao cấp cả. Tuy nhiên là đối với như trình độ như anh Trung thì các bạn thấy là có những cái lỗi mà nó nói chung là nó phải có kinh nghiệm và nó có sự am hiểu sâu về các loại động cơ Euro 4 thì mới có thể, động cơ ga điện thì mới có thể sửa chữa được.
Đây là cái lỗi rất là đơn giản, nhưng mà mình muốn chia sẻ với quý vị các bạn một video để cho các bạn hiểu hơn về các cái dòng xe tải Euro 4, các cái dòng xe tải phun dầu điện tử sử dụng hệ thống điện common rail hiện nay đó. Thì video này mình cũng quay lại thôi và diễn giải lại cho quý vị hiểu. Nó cũng rất là đơn giản, thì quy trình nó cũng chỉ là chúng ta cắm máy test lỗi, sau đó đọc lỗi, rồi sau đó tiến hành kiểm tra trên xe. Thế là nếu mà các cái lỗi đơn giản thì chúng ta có thể sửa chữa rất là nhanh chóng, nhưng mà có những cái lỗi nó rất là phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian để kiểm tra và sửa lỗi đó. Rồi hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ được cung cấp một kiến thức về các cái dòng Euro 4 hiện nay, rất là hay đúng không các bạn, và nó là một cái chia sẻ nhỏ của mình. Và hiện nay thì bên mình có đang có cung cấp cái loại đây gọi là cái phụ gia để D12 của hãng Voltronic. Đây là một cái phụ gia 501, nó giúp cho cái xe, đặc biệt là những cái dòng xe Euro 4, rất là hữu hiệu, rất là có tác dụng. Thứ nhất, mình nói sơ nhanh qua năm cái tác dụng. Thứ nhất là nó vệ sinh hoàn toàn cái hệ thống nhiên liệu của các bạn, bởi vì nhiên liệu hiện nay ở nước ta hiện nay dầu diesel chưa sạch, chưa được sạch, mặc dù các bạn đổ ở trong những cái dầu lớn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm vệ sinh toàn bộ các cái hệ thống nhiên liệu, từ bình dầu cho đến các đường ống dầu, rồi cho đến hệ thống kim phun, rồi đó là nó vệ sinh hết luôn. Cái thứ ba là nó sẽ có tác dụng với hệ thống EGR là hệ thống tuần hoàn khí thải, hoặc là, và cái thứ tư nó là hệ thống SCR, đó chính là cái hệ thống xử lý khí thải ure. Và cái thứ năm nữa nó sẽ là DBF, là cái hệ thống lọc khí thải. SCR là hệ thống phun ure. Cái kim phun ure nó có cái kim rất là mắc tiền, thì nó vệ sinh cái hệ thống đó luôn, và nó cải thiện quá trình cháy rồi. Đó là cái sản phẩm D12 này. Các bạn nào mà có nhu cầu và thực sự là muốn cho chiếc xe chúng ta nó hoạt động một cách hoàn thiện, ít hư hỏng, giúp cho nâng cao tuổi thọ của cái động cơ cũng như cái hệ thống trên xe, thì các bạn có thể liên hệ với mình, sử dụng ngay cái phụ gia D12 này, giúp cho hệ thống nhiên liệu. Cách sử dụng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đổ vào bình dầu thế là xong, không cần làm gì hơn nữa. Và một chai này sử dụng cho 60 lít dầu. Cái thùng của bạn giả sử như 120 lít dầu thì các bạn mua 2 chai, cái này đổ vào thế là xong, không cần phải làm gì nhiều hết. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là hay, và cái sản phẩm chắc chắn trong tương lai thì sớm muộn thì các bạn cũng phải sử dụng. Đó, xin kính chào các bạn, nhớ ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau nha.